Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ tiến hành trên tay một con Redmi Note 9S phiên bản màu xanh. Thì Redmi Note 9S vừa mới được Redmi giới thiệu cách đây khoảng vài ngày. Bây giờ thì mình sẽ cùng mở hộp ra để xem là bên trong sẽ bao gồm những gì. Cách đóng hộp của Redmi Note 9S thì cũng rất là giống những cái dòng Redmi khác thôi. Chúng ta sẽ có máy này, có một cái hộp nhỏ ở đây này, có một củ sạc này và một cái dây sạc. Và dòng máy này thì cũng tương tự nha, nó sẽ không có tai nghe. Cái hộp trên cùng này thì chúng ta sẽ có cây chọc sim này, một số sách hướng dẫn sử dụng này, rồi thông tin an toàn thiết bị và đặc biệt là một cái ốp lưng bằng nhựa màu xám ở đây. Chúng ta sẽ có một cục sạc 20W có nguồn ra tối đa là 12V và 1.67A ở đây. Máy này thì có hỗ trợ sạc nhanh do nó có viên pin đến hơn 5000mAh lận. Chúng ta sẽ có ở đây thêm nữa là một cọng cáp từ USB-A qua đầu Type-C màu trắng cùng cái màu sắc với adapter sạc. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, máy thì có một cái màu xanh rất là đẹp, phía sau thì nổi bật với cụm 4 camera. Ở bên cạnh phải của máy thì sẽ là phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng. Phím nguồn này thì có cái cảm biến để mở khóa bằng vân tay. Ở bên dưới thì chúng ta sẽ có loa ngoài, mic đối thoại, cổng sạc Type-C và jack 3.5mm. Ở bên phía cạnh trái của máy chúng ta sẽ có khay SIM ở đây. Phía trên đỉnh máy thì chúng ta sẽ có là micro phụ cũng như là một cái đèn hồng ngoại để các bạn có thể dùng cái máy này điều khiển TV hay là điều hòa. Phía trước của máy thì chúng ta sẽ có một cái màn hình có đục lỗ để camera như vậy, có kích thước là 6,67 inch. Khay SIM của chúng ta thì sẽ được hai SIM nano và một cái cắm thẻ nhớ riêng biệt. Và đặc biệt là các bạn có thể thấy khay SIM ở đây thì nó sẽ có một cái gioăng cao su nhỏ như vậy. Máy thì có khả năng kháng nước nhẹ, tức là trong trường hợp mà các bạn vô tình đổ nước vào thiết bị hay là sử dụng dưới trời mưa nhỏ thì nó sẽ giúp cho cái thiết bị của các bạn an toàn hơn rất là nhiều. Cá nhân mình đánh giá thì con Redmi Note 9S này thực sự là một cái tiên phong trong việc sáng tạo, trong việc thiết kế của Redmi, vì nó rất là đẹp mắt, cụm camera thì cực kỳ nổi bật. Tuy nhiên thì cụm camera này nó nhô lên so với mặt lưng khá là nhiều. Điều này sẽ khiến cho nó rất dễ bị chảy xước nên các bạn cần phải sử dụng ốp lưng. Ở phía trước thì chúng ta sẽ có một cái camera selfie, nó có kích thước khá lớn cũng như là một cái dải nhỏ để mà các bạn có thể đàm thoại hay còn gọi là loa nghe nha. Các bạn có thể thấy tổng quan của máy thì nó khá là dày, nó dày khoảng 8.8mm. Cái điều này xuất phát từ việc là máy có viên pin dung lượng cao. Viên pin của máy thì lên đến là 5000mAh, chính xác là 5020mAh nha. Cảm biến vân tay ở đây thì mình thấy rất giống các sản phẩm của Sony ngày trước. Máy thì có thiết kế rất đẹp. Đó, cụm camera thì khá nổi hơn so với cả cái mặt lưng. Hôm nay thì mình sau khi mà mở hộp sẽ tiến hành speed test thử cái Redmi Note 9S ở bên phía tay trái của màn hình với con Redmi Note 8 Pro ở bên phía tay phải của màn hình. Thì hiện tại Redmi Note 9S đã được cài sẵn Android 10 trên nền là MIUI 11. Còn con Redmi Note 8 Pro thì đang chạy trên Android 9 nền là MIUI 10. Về điểm số AnTuTu Benchmark thì cả hai máy này không có chênh lệch nhau quá nhiều nha. Các bạn có thể thấy là điểm CPU của con 9S thì nó thấp hơn con Note 8 Pro. Tuy nhiên điểm GPU của nó lại cao hơn, thì nó hứa hẹn sẽ cho những cái trải nghiệm về game nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Để biết thêm chi tiết về cấu hình cũng như là mức giá bán của sản phẩm được cập nhật thường xuyên nhất thì các bạn vui lòng tham khảo website điện thoại siêu rẻ.com. Điện thoại siêu rẻ.com là một thành viên của Thế Giới Di Động bán hàng chính hãng, và các sản phẩm của Redmi khi các bạn mua tại đây thì sẽ được bảo hành chính hãng lên đến 18 tháng nha. Trên đây là mình sẽ show cho các bạn xem một số các cái cấu hình của máy. Cấu hình này thì được bên AnTuTu họ liệt kê nha. Với cái điểm số AnTuTu khoảng tầm 250.000 điểm thì mình nghĩ rằng con Redmi Note 9S này nó thực sự sẽ rất là mạnh mẽ, rất là tuyệt vời và nó có thể hoàn toàn giúp các bạn cân được tất cả các cái tựa game ở trên CH Play. Phiên bản Redmi Note 9S của mình ở đây là phiên bản max cấu hình nha, tức là có RAM là 6GB và bộ nhớ trong là 128GB. Còn con Redmi Note 8 Pro ở bên phía tay phải của mình đây thì nó cũng là bản có cấu hình khá cao, là RAM 6GB cũng như là bộ nhớ trong là lên đến 64GB. Sau khi tiến hành khởi động lại thì mình thấy là Redmi Note 8 Pro khởi động nhanh hơn so với con Redmi Note 9S ở bên phía tay trái.
trên đây sẽ là 12 cái ứng dụng mà mình test speed, và mình đã tắt cái phần tăng tốc trò chơi, mình kết nối cùng vào một cái mạng wifi để cho cái kết quả nó công bằng hơn. Sau đây mình sẽ mở AnTuTu Benchmark cho anh em xem cho vui thôi, thì anh em thấy là con Note 8 Pro nó nhanh hơn con Note 9S một chút xíu nha. Tiếp theo là đến tựa game đầu tiên, đó chính là Hill Climb Racing. Ở tựa game đầu tiên này thì Note 9S đã nhanh hơn so với Note 8 Pro, tỷ số hiện nay đang là 1-0. Mình sẽ tiến hành start và để tí mình kiểm tra lại đa nhiệm của cả hai máy xem chất lượng của nó có tốt không. Tiếp theo là đến tựa game My Talking Tom. Ở tựa game này thì Redmi Note 8 Pro nó lại load hơn nhanh hơn so với con Note 9S một chút xíu nha. Tỷ số hiện nay đang là 1-1. Tựa game The Tsunami Zombie. Tựa game này thì Note 8 Pro lại load nhanh hơn rồi. Tỷ số hiện nay đang là 1-2 nghiêng về Note 8 Pro. Tựa game Jetpack Joyride. Tựa game này thì Note 8 Pro lại giành chiến thắng nha. Có vẻ như con chip G90T ở trên Note 8 Pro thì nó hiệu năng rất là tốt, và tốt hơn so với con chip Snapdragon 720G ở trên con Redmi Note 9S. Tiếp theo ở tựa game thứ 5 là tựa game Subway Surfer thì Note 8 Pro lại load nhanh hơn Note 9S. Temple Run. Note 8 Pro lại tiếp tục giành chiến thắng và cách biệt đang quá lớn khi Note 9S chỉ thắng trong duy nhất một tựa game mà thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành test đến tựa game thứ 7. Đó chính là tựa game Plants and Zombies. Hy vọng cái tựa game này thì Note 9S có thể giành chiến thắng, tại vì Note 9S sử dụng con chip Snapdragon mà. GPU trên con Note 9S là con Adreno 618. Còn con chip mà Snapdragon 720G cũng là một con chip khá mới của Qualcomm, có hỗ trợ 5G nha. Chạy trên tiến trình 8 nanomet cũng rất là mạnh mẽ. Ở tựa game thứ 7 thì tiếp tục là Redmi Note 8 Pro lại giành chiến thắng nha. Và Note 9S thì tỏ ra yếu thế hơn rất nhiều so với Note 8 Pro trong cái phần speed test này. Tiếp theo đến Liên Quân Mobile. Một lát nữa thì chúng ta sẽ cùng test thử đa nhiệm xem là 6GB RAM ở trên cả hai thiết bị thì liệu nó có kiểm soát RAM tốt không, và liệu rằng MIUI 11 hay MIUI 10 sẽ giành chiến thắng trong phần đa nhiệm nha. Ở tựa game Liên Quân Mobile này thì Redmi Note 9S lại để thua Redmi Note 8 Pro rồi. Như vậy thì có thể nói nếu mà các bạn muốn mua một chiếc máy chuyên để chơi game thì con G90T thực sự là một con chip cực kỳ mạnh mẽ của MediaTek. Tất nhiên là mình không thể nào phủ nhận rằng con Snapdragon 720 cũng là một con chip rất mạnh được. Tuy nhiên thì G90T thực sự là có lợi thế này. Tỷ số hiện nay đang là 1-9. Rồi, YouTube thì ở trên Note 9S nó load nhanh hơn chút xíu nên là nó sẽ giành chiến thắng 2-9. Bây giờ thì mình sẽ cùng test đa nhiệm của cả hai máy nha. Ở tựa game Hill Climb Racing thì cả hai máy đều đã phải load lại. Ở tựa game My Tom thì Note 9S không phải load lại, trong khi đó Note 8 Pro đã phải load lại tựa game này. Zombie The Tsunami, cả hai máy đều phải load lại tựa game này nha. Jetpack Joyride, cả hai máy đều phải load lại. Rồi Subway Surfer thì cũng tương tự, cả hai máy đều phải load lại. Việc thêm ứng dụng Chrome và YouTube vào trong cái việc speed test thì nó sẽ giúp nó sẽ ngốn RAM khá là nhiều, và các bạn biết xem là cái máy nào nó sẽ kiểm soát đa nhiệm tốt hơn. Ở cái tựa game Plants and Zombies này thì là Note 9S đã không phải load lại nha, và Temple Run nữa. Rồi Traffic Rider thì Note 9S cũng không phải load lại. Liên Quân Mobile cũng tương tự, Note 9S
tỏ ra rất mạnh trong cái việc mà kiểm soát RAM, mặc dù là cả hai máy đều có dung lượng RAM là 6GB và mình đã tắt cái chế độ tăng tốc trò chơi rồi. Thậm chí là trên cả Chrome và YouTube thì Note 9S cũng không phải load lại, trong khi đó Note 8 Pro thì đã phải load lại. Vậy thì anh em sẽ lựa chọn sản phẩm nào để sử dụng? Anh em vui lòng để lại comment ở phía dưới nhé. Nếu cảm thấy video hữu ích nhớ đừng quên like, share và subscribe kênh giúp mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video clip tiếp theo.